đây là dàn mini đến từ thương hiệu Onkyo. Model là Onkyo SR-N7TX. Dàn này full chức năng, gồm có đĩa CD, đĩa MD, ngõ AUX, kết nối điện thoại, TV, máy tính, tất cả đều hoạt động ok. Ngoại hình của dàn này đẹp xuất sắc, nhất là cặp loa nha, đẹp không tì vết luôn. Bát lõm màng là sợi kê la tổng hợp hay còn gọi là sợi carbon, đánh rất là lực và rất là bền. Gân là gân giải xếp ly ngược, trép đơm. Lỗ thông hơi nó làm rất là lớn, nguyên cái chân loa như vậy, cho cái hơi nó giọng xuống thoát ra được tốt hơn, đương nhiên nó sẽ lực hơn. Hậu của loa rất là sâu nha. Bộ này rất là đẹp và còn rất là mới, nên các bác vừa mua về nghe nhạc, vừa mua về dùng làm đầu giải mã và vừa trưng bày, quá phù hợp. Chiều cao của loa là 30cm, chiều ngang cả bộ dàn là 52cm. Bộ dàn này sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 35m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là muốn gắn vào Bluetooth phía trong Amply thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Mặt Amply là phai nhôm, dòng đời mới, đèn LED màu xanh dương và có đèn LED ride nhảy theo điệu nhạc có optical giải mã FM tần số là 90. Em vừa test một đoạn nhạc qua chức năng CD, bây giờ em sẽ test radio cho các bác tham khảo nha. Đây là CD radio ok. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500 ngàn nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một cái rơ mắt học, tức là cái khiển học. Các bác có thể chỉnh được bass, treble, chỉnh được full chức năng trên dàn. Và ngoài ra bên em còn có bán đĩa CD, bán đĩa MD, nhận chép nhạc theo yêu cầu. Vui lòng gửi tên ca sĩ hoặc là bài hát vào Zalo để nhân viên bên em chép theo đúng ý thích của mình vào đĩa CD cũng như là MD. Em có bán anten cắm phía sau Amply, nghe được radio, AM hoặc là FM. Để mình cùng test chất lượng âm thanh của chức năng MD. Qua miền rừng cao nguyên với anh, còn vui như ngày xưa. Lâu rồi mà anh chưa về. Hiện tại thì em đã chỉnh Super Bass siêu trầm ở on nè. Và bass đó thì em đang chỉnh cộng 3, treble thì chỉnh cộng 3, tùy gu, tùy sở thích mà mình chỉnh bass treble để phù hợp với thể loại nhạc mà các bác đang nghe. Và cuối cùng em sẽ test chức năng optical giải mã cho các bác tham khảo. Nhạc không lời, nhạc trẻ.
140W trên cặp loa. Công suất của âm ly là 46W. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Rất là nhiều ngõ in out để mình kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Nghe radio AM hoặc là FM thì cắm anten vào vị trí này. Đây là ngõ optical dùng giải mã DAC chuẩn 24m cho chất lượng âm thanh chuẩn sạch, nghe trong hơn, hay hơn và chất lượng hơn. Mình có thể kết nối với Max TV hoặc dùng làm cái đầu giải mã kết nối với những thiết bị khác. Tổng thể mặt sau cả bộ dàn. Bây giờ em xin kết thúc clip. Càng mua hàng, càng xem hình ảnh chi tiết, vui lòng liên hệ 0931 008 099 giúp em.